xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Hành Tinh Retest. Ten. Rất là vui khi lại được gặp các bạn. Như các bạn cũng đã biết thì tình hình dịch bệnh hiện tại bây giờ cũng suy giảm rồi. Nhưng mà Bộ Y tế cũng như là Bộ Truyền thông thì đang khuyến nghị các bạn nên cài đặt Bluezone. Khi các bạn thực hiện một cuộc gọi điện thoại thì thường các bạn sẽ nghe là Bộ Y tế và Bộ Truyền thông rất dùng cái Bluezone. Bluezone là một phần mềm cũng khá là hay, giúp các bạn phát hiện được F0, F1 xung quanh mình. Xung quanh mình thì cây cối không mà mình đang nói phần mềm Bluezone nha. Thì để cài đặt phần mềm đó thì các bạn cần phải làm gì? Đó chính là sở hữu một chiếc smartphone. Nắm bắt được tình hình đó thì hôm nay mình sẽ đến Thế Di Động để cập nhật giá những dòng sản phẩm smartphone hiện tại đang giảm giá cho các bạn nha. Thì hôm nay mình đến thì mình thấy một điều rất là đặc biệt, đó chính là từ đầu tháng đến giờ cái dòng sản phẩm Xiaomi các bạn. Đầu tháng đến giờ Xiaomi nó không có giảm giá nha, nhưng mà cuối tháng này thì mình thấy Xiaomi giảm rất là nhiều luôn. Hình như là hầu như sản phẩm nào cũng giảm đó các bạn. Bên cạnh đó thì có Samsung, Vivo, Oppo, Huawei, Realme á, thì mình thấy cũng có một hai dòng sản phẩm thôi. Vsmart thì cũng vậy. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn là những dòng sản phẩm nào đang giảm giá thôi nha. Còn điện thoại nào mà không giảm giá thì mình sẽ không cập nhật cho các bạn nha. Nào hãy cùng mình đến Thế Giới Di Động để mua điện thoại smartphone và cài đặt Bluezone thôi nào các bạn ơi. Đang giảm giá, nay bán mai bán, mốt bán tiếp. Yeah. Hiện tại mình đang có mặt tại Thế Di Động, địa chỉ là 108 đường Lê Văn Khương, khu 1, phường Thang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rất là nhiều dòng sản phẩm hiện tại đang trưng bày ở đây, các bạn sẽ đến đây để tham khảo nha. Và hôm nay mình sẽ đến Thế Di Động để cập nhật chương trình giá tốt cuối tuần, tuần thứ 3 của tháng 8. Đúng như lời hứa của mình là tuần nào cuối tuần mình cũng sẽ đến Thế Di Động để cập nhật giá cho các bạn nha. Tuần này có rất là nhiều dòng sản phẩm giảm giá cuối tuần cho các bạn với những số tiền có thể lên đến hàng triệu, rất là nhiều từ các thương hiệu Vsmart, Oppo, iPhone, Samsung, Xiaomi. A71 giảm 2 triệu, A51 giảm 1 triệu. Giảm cực sốc tiền triệu không nha các bạn ơi. Đây có Samsung A11 giảm 300, A21s giảm 700.000. Oppo Reno 4 giảm 500.000. Oppo A31 giảm 300, Oppo A12 giảm 300, hỗ trợ trả góp 0%. Xiaomi Redmi 9 hỗ trợ trả góp 0%, Tiệp 3 giảm 500. Và còn rất là nhiều dòng sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ ghé bàn trưng bày demo trải nghiệm để cập nhật cho các bạn nha. Đầu tiên là những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Xiaomi. Xiaomi Redmi 9 với phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, giá là 3.990.000, giảm ngay 200.000 từ ngày 20/8 đến ngày 23/8, cộng hỗ trợ trả góp 0%, miễn phí bảo hiểm. Con này hiện tại đang chạy chương trình giảm giá sốc cuối tuần nha các bạn. Xiaomi thì cuối tuần thứ 3 của tháng 8 này giảm rất là nhiều sản phẩm nha. Xiaomi Note 9 Pro giá là 6.990.000, giảm ngay 200.000 từ ngày 20/8 đến ngày 23/8, cộng hỗ trợ trả góp 0%. Xiaomi Redmi Note 9S phiên bản có một phiên bản duy nhất thôi, đó chính là phiên bản RAM 6GB với 128GB, giá là 5.990.000, giảm ngay 300.000 từ ngày 20/8 đến ngày 23/8, cộng hỗ trợ trả góp 0%. Xiaomi Redmi Note 9 giá là 4.990.000, giảm ngay 200.000 từ ngày 20/8 đến ngày 23/8, cộng hỗ trợ trả góp 0%. Rất là nhiều dòng sản phẩm Xiaomi cuối tuần này giảm giá các bạn ơi. Mình thấy rất là nhiều bạn hỏi mình đó. Hãy tranh thủ thôi nào, thì có 3 ngày thôi nha. Tiếp theo những dòng sản phẩm Vivo. Vivo U10 giá là 3.990.000, giảm ngay 200.000, cộng hỗ trợ trả góp 0%. Đây dòng sản phẩm hiện tại là 9 game ngon nhất nhì trong phân khúc giá 3 triệu mấy nha các bạn. Vivo U10, Vivo i50, Vivo i50 giá là 6.290.000, giảm ngay 500.000 từ ngày 21/8 đến ngày 23/8, cộng hỗ trợ trả góp 0%.
Đây là dòng sản phẩm hiện tại đang chạy chương trình giảm giá tốt cuối tuần nha các bạn. Chỉ có 3 ngày thôi, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8. Rất là nhiều dòng sản phẩm các bạn ơi, mua về cài đặt Bluezone thôi nào, bảo vệ sức khỏe mình, có điện thoại mới xài. Vivo V19 nè, giá là 7.690.000, giảm ngay 300.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%, miễn phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm này theo như mình biết thì khoảng tầm 200-300.000 nha các bạn. Vivo V19 giá là 8.990.000, hỗ trợ trả góp 0%, miễn phí bảo hiểm hoặc giảm ngay 400.000. Con này nếu các bạn mua trả góp 0% thì sẽ không được giảm tiền. Rất là đẹp. Dòng sản phẩm tầm trung của Vivo. Samsung cuối tuần thứ 3 của tháng 8 này thì giảm cũng rất là nhiều nha các bạn. Samsung Galaxy A51 giá là 7.990.000, giảm ngay 1.500.000 từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, thu cũ đổi mới cộng trả góp 0%. Đây là con phiên bản RAM 6GB nha các bạn. Còn phiên bản RAM 8GB thì hiện tại Thế Giới Di Động đang phân phối độc quyền. Samsung Galaxy S10 Lite giá là 14.990.000, giảm ngay 2.000.000, thu cũ đổi mới cộng hỗ trợ trả góp 0% với Home Credit. Rất là đẹp. Samsung Galaxy Note 10 Plus giá là 17.990.000, thu cũ đổi mới cộng hỗ trợ trả góp 0%. Giá 17.990.000 là đã giảm rồi nha các bạn. Con này thì mình nhớ là giảm 9.000.000 nè. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, siêu phẩm mới ra mắt của Samsung đây các bạn ơi, giá là 29.990.000, giảm ngay 1.000.000 từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 cộng thu cũ đổi mới, đặc quyền ưu đãi nâng cấp đến 6.000.000, phòng chờ thương gia cộng hỗ trợ trả góp 0%. Đây là ngày cuối cùng nó giảm 1.000.000 nha các bạn. Những dòng sản phẩm cao cấp của Samsung thì đã giảm giá rồi, còn những sản phẩm tầm trung với giá rẻ sau đây. Tiếp theo là con Galaxy A31 giá là 6.490.000, giảm ngay 1.000.000 từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 cộng hỗ trợ góp 0%. Nãy giờ mình cập nhật thì các bạn thấy rất là nhiều dòng sản phẩm, đầy đủ các thương hiệu luôn. Thì tuần thứ 3, cuối tuần thứ 3 của tháng 8 này giảm giá nha các bạn. Quá nhiều luôn. Rất là bất ngờ. Samsung Galaxy A21s phiên bản bộ nhớ 32GB giá là 4.690.000, giảm ngay 600.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Ngại ngần chi các bạn ơi, hay đến đây. Các bạn chưa mua thì có thể đến đây lướt xài thử, test thử. Ok, mua là quốc thôi. Có thắc mắc gì cứ hỏi nhân viên, các bạn sẽ trả lời cho các bạn. Samsung Galaxy A11 giá là 3.690.000, giảm ngay 300.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Nhân viên ở đây thì rất là xinh đẹp và dễ thương. Các bạn có thắc mắc gì cứ hỏi các bạn đó, không có gì phải ngại nha. Oppo, cặp đôi Oppo Reno 4 và Reno 4 Pro đang giảm cộng tặng quà rất là nhiều. Oppo Reno 4 Pro giá là 11.990.000, giảm ngay 1.000.000 cộng thu cũ đổi mới trị giá 500.000 cộng hỗ trợ góp 0%. Đây là dòng sản phẩm vừa mới ra mắt của Oppo. Nhắc đến Oppo Reno 4 Pro thì không thể không nhắc đến Oppo Reno 4 giá là 8.490.000, giảm ngay 500.000, thu cũ đổi mới trị giá 700.000, hỗ trợ trả góp 0%, miễn phí bảo hiểm. Rất là đẹp. Đồng hồ Oppo Watch giá 5.990.000, giảm 600.000. Oppo Reno 3 giá là 8.990.000, giảm ngay 1.500.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%, miễn phí bảo hiểm. Hôm qua mình đăng cái clip giá của iPhone thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là Xiaomi. Các bạn ơi, Xiaomi cuối tuần này đang giảm nè các bạn, hãy nhanh tay nhanh chân mua đi nào. Chỉ có 3 ngày thôi. Oppo A92 giá là 6.990.000, giảm ngay 500.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Hết 3 ngày cuối tuần rồi, nó không giảm giá nữa, là phải đợi đến tuần sau nha các bạn. Oppo A31 giá là 4.490.000, giảm ngay 300.000 cộng hỗ trợ trả góp 0% cho phiên bản RAM 4GB. Con này còn phiên bản RAM 6GB nữa nha các bạn.
Đây, hàng sớm của Oppo là Huawei đây các bạn ơi. Huawei thì ngoài bán cái điện thoại còn có máy tính bảng cũng như là đồng hồ. Rất là nhiều mẫu mã các bạn lựa chọn luôn. Huawei điện thoại thì có Huawei P30 Lite giá 5.490.000, giảm ngay 500.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Ngoài Samsung thì Huawei là hãng điện thoại trưng bày rất là nhiều dòng sản phẩm từ máy tính bảng, điện thoại cũng như là đồng hồ. Bên đây có Huawei Nova 7i. Huawei Nova 7i giá 6.990.000, giảm ngay 1 triệu cộng hỗ trợ trả góp 0%. Đây là dòng sản phẩm cuối cùng không còn trang bị Google, thay vào đó là sử dụng phần mềm Huawei Service, Mobi Service. Đồng hồ Huawei GT2 giá 4.990.000, giảm 300.000. Con này thì không có giảm. Huawei GT2e giá là 4.490.000, giảm 300.000. Tiếp theo là những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Realme. Realme cũng khá là nhiều anh em quan tâm. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật giá cuối tuần cho anh em nha. Rồi, theo như mình thấy thì Realme cuối tuần thứ ba của tháng 8 này thì chỉ có một số một hai dòng sản phẩm đã giảm giá thôi các bạn. Đầu tiên là con Realme 6i giá là 4.990.000, giảm ngay 300.000 từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Rất là đẹp. Mình đang đợi 6S ra nè các bạn. Có 6, 6 Pro, 6i mà chưa thấy 6S đâu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ghé tủ trưng bày để cập nhật giá những điện thoại nằm ở trên tủ trưng bày các bạn nha. Oppo Reno 3 Pro giá là 14.290.000, giảm ngay 7 triệu cộng hỗ trợ trả góp 0%. Wow, mình có bị hoang mắc không chờ giảm 7 triệu luôn. Xiaomi Mi Note 10 Pro giá là 14.990.000, giảm ngay 1 triệu cộng hỗ trợ trả góp 0%. Rất là nhiều dòng sản phẩm để các bạn lựa chọn. Samsung Galaxy A71 giá là 10.490.000, giảm ngay 2 triệu từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 thu cú đổi mới cộng hỗ trợ trả góp 0%. Có một số dòng sản phẩm các bạn rất là thích nhưng mà hiện tại nó không có giảm giá nên mình không có cập nhật cho các bạn. Mi Note 9 Pro giá là 6.490.000, giảm ngay 200.000 từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Cho phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Mình thấy rất là nhiều bạn hỏi mình Xiaomi Redmi Note 8 nha. Mình sẽ kiếm Note 8 để mình cập nhật cho các bạn nè. Samsung Galaxy A21 giá 5.690.000, giảm ngay 700.000 cộng hỗ trợ trả góp 0% cho phiên bản bộ nhớ 64GB nha các bạn. Con này có hai phiên bản bộ nhớ 64GB, là hiện tại đang phân phối độc quyền tại Thế Giới Di Động. Rất là nhiều dòng sản phẩm. Oppo A31 giá 5.290.000, giảm ngay 500.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Đây là phiên bản RAM 6GB các bạn. Nãy mình cập nhật cho các bạn trên bản demo là phiên bản RAM 4GB. Xiaomi Redmi Note 8 Pro giá 5.490.000, giảm ngay 10% là 550.000 cho phiên bản bộ nhớ 64GB nha các bạn. Có hay còn một bản 128GB nữa thì mình sẽ kiếm mình cập nhật cho các bạn. Xiaomi Redmi Note 8 128GB là 4.990.000, trả góp 0% hoặc giảm ngay 10% là 500.000 ngày 20 tháng 8 đến 23 tháng 8. Đây, Xiaomi Redmi Note 8 Pro rồi các bạn ơi, giá 5.990.000, trả góp 0% hoặc giảm ngay 10% 600.000 từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 cho phiên bản bộ nhớ 128GB. Xiaomi Redmi Note 8 giá là 4.490.000, giảm ngay 10% là 450.000 cho phiên bản bộ nhớ 64GB. Xiaomi Mi A3 giá là 4.490.000, trả góp 0% hoặc giảm ngay 1 triệu. Là các bạn mua trả góp 0% thì sẽ không được giảm tiền nha. Các bạn chỉ lựa chọn một trong hai chương trình thôi. Samsung Galaxy A20s giá là 4.390.000, giảm ngay 500.000. Xiaomi Redmi Note 8 32GB giá là 3.990.000, trả góp 0% hoặc giảm ngay 10% là 400.000. Vsmart Active 3
giá là 3.990.000, giảm ngay 500.000 từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, cộng hỗ trợ trả góp 0%, miễn phí bảo hiểm. Các bạn thấy một điều là hình như dòng sản phẩm nào của Xiaomi thì cuối tuần này cũng đều giảm giá nha các bạn. Cực hot luôn. Vsmart Coil 3 giá là 3.290.000, giảm ngay 300.000 cho phiên bản RAM 4GB. Rất là nhiều dòng sản phẩm nhưng mà mấy con này không có giảm giá, mình không có cập nhật nha các bạn. Realme C3 giá là 3.590.000, giảm ngay 200.000 cho phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 64GB. Xiaomi Redmi 9 giá là 3.590.000, giảm ngay 200.000 từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Xiaomi Redmi 9 phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Xiaomi thì mình có thấy Xiaomi 9C với Xiaomi Redmi 9A là không có giảm giá nha các bạn, còn dòng sản phẩm nào mình cũng thấy giảm giá hết nha. Và cuối cùng là con Vsmart B3 giá là 1.590.000, giảm ngay 150.000 từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Ok, mình vừa đến Thế Di Động, địa chỉ là 108 đường Lê Văn Khương, phố 1, phường Thái An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để cập nhật những dòng sản phẩm hiện tại đang giảm giá tuần thứ 3 của tháng 8. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên subscribe, đăng ký kênh, like và share thật là nhiều để ủng hộ cho Hoàng Tiền Retail. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.